Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, chúng tôi đang có mặt tại buổi ca nhạc gây quỹ. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với luật sư Trịnh Hội, là giám đốc của hội Voice, là một trong những hội sẽ nhận một phần của ngân quỹ sẽ được gây cho ngày hôm nay. Xin chào Trịnh Hội. Em chào anh và xin chào khán giả của đài. Trịnh Hội cho biết là hôm nay Trịnh Hội tới trong cái vai trò như thế nào, MC hay là một cái vai trò nào khác? Thưa anh, là thường thì làm MC, nhưng mà hôm nay có lẽ là chỉ đến với vai trò là giám đốc điều hành của Voice, là tổ chức phi chính phủ thiện nguyện mà hiện giờ có văn phòng ở bên Phi Luật Tân. Em không biết là anh có biết không, nhưng mà thưa với quý vị rằng là trong 4 tuần vừa qua, từ khi mà cơn bão Haiyan nó đánh vào Phi Luật Tân, lúc đó Trịnh Hội đang ở Phi, và 2 ngày sau đó thì Trịnh Hội đã phát động chương trình gây quỹ giúp cho những người nạn nhân của Haiyan ở Phi. Đến đây với vai trò là giám đốc điều hành của Voice, bởi vì Voice hiện giờ có 3 chương trình đang giúp ở bên Phi Luật Tân, thưa anh. Nhân tiện Trịnh Hội, trong vai trò giám đốc của Voice, có thể nói một chút xíu về cái hội Voice để nào cho những người chưa bao giờ có dịp biết tới. Voice là một tổ chức phi chính phủ, tiếng Anh nó gọi là 501c3. Là đầu tiên là Voice từ nào chỉ làm việc tị nạn thôi, thưa anh. Trịnh Hội, thưa với quý vị, có lẽ là một số quý vị cũng biết là Trịnh Hội trước đây chỉ làm việc tị nạn, nhưng mà bây giờ thì ngoài việc tị nạn ra, Trịnh Hội còn giúp phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Và trong thời gian một tháng vừa qua thì lại giúp cho nạn nhân Haiyan. Nhưng mà cái chương trình Haiyan nó chỉ là một chương trình đặc biệt, bởi vì cái cơn bão Haiyan nó đánh vào Phi Luật Tân mà thôi. Chứ thường thì Voice không có giúp đỡ những nạn nhân của bão lụt, thưa anh. Vậy thì trong cái lần này là được biết là ban tổ chức sẽ dành 60% để dành cho cái hội Voice của Trịnh Hội làm giám đốc. Số tiền đó chưa biết nó sẽ là bao nhiêu vào cuối ngày, nhưng dự định sẽ được sử dụng như thế nào? Thưa với quý vị là Voice, số tiền đó đã được nhập chung vô cái số tiền mà Voice đã gây quỹ được rồi trong 4 tháng vừa qua. Đặc biệt là nhờ các anh chị em tị nạn ở nhiều nơi trên thế giới. Có lẽ là quý vị cũng biết là có một số người Việt tị nạn mà Voice sẽ giúp được sang đi sang Úc, rồi Canada, rồi Na Uy, rồi Mỹ. Thì trong 4 tuần vừa qua, Voice cùng với anh chị em thiện nguyện viên cùng những tổ chức cộng đồng khác đã tin tưởng Voice để mà gây quỹ thì được khoảng chừng 370.000 rồi. Thì cái số tiền này sẽ được nhập vô. Hiện giờ giống như là Trịnh Hội có thưa với anh đó là có 3 chương trình. Chương trình thứ nhất là gọi là Search and Rescue, thì mình đã giúp được khoảng 38 người Việt Nam mình cũng bị cơn bão Haiyan nó đánh vô, đã đánh mất hết. Mình giúp họ, cái đó là trong cái tuần đầu. Rồi trong 2 tuần vừa qua đó thì là giúp những cái người nó gọi là Emergency Relief Efforts, những cái người mà họ bị mất hết tất cả, cho cơm, cho gạo. Những người này là những người được di tản lên thủ đô Manila, cũng như là họ hiện giờ đang ở những nơi mà họ bị mất hết, thưa quý vị. Đó là cái chương trình thứ hai. Chương trình thứ ba là thứ ba này nè, Trịnh Hội về lại Phi Luật Tân để mà đi tìm một cái dự án nó có tính cách lâu dài hơn, thưa anh. Bởi vì cái số tiền mà tụi này gây quỹ được, tụi này muốn chia ra phần nửa là cho short term, là những dài ngắn hạn, là ví dụ mình cho cơm gạo rồi quần áo rồi những cái mà coi như là nhất thiết và khẩn cấp. Còn cái long term là tụi này đang định sẽ có lẽ là xây dựng một cái trường học, tại vì mới nãy có một cái bà gọi là bà tổng lãnh sự quán của Phi, thì bà cũng chia sẻ với mình rằng là cái việc giáo dục là một cái ưu tư hàng đầu của nước Phi, mà có 1.2 triệu trẻ em nó bị tàn phá, bị ảnh hưởng của cơn bão Haiyan nó tàn phá. Vì vậy có lẽ là tụi này sẽ xây dựng một cái trường học. Thành nữ với cái số tiền mà Voice đã gây quỹ được, cộng với số tiền hy vọng là mình gây quỹ được một số tiền, sẽ nhập chung lại để mà xây dựng một cái trường học. Trịnh Hội cũng mới nói hồi nãy là trong cái thời gian mà bão đánh vào thì Trịnh Hội ngay ở Phi Luật Tân. Có thể cho biết về cái tình hình mà riêng đối với những người Việt Nam ở Phi Luật Tân, Trịnh Hội có tiếp xúc qua cái thời gian đầu họ như thế nào, và hiện nay thì những người mà bị ảnh hưởng tới bão như thế nào rồi? Lúc mà bão đánh vô thật sự mà biết, thưa quý vị, là thật sự mà nói thì thưa quý vị, chính Trịnh Hội cũng không biết là có nhiều người Việt bị ảnh hưởng. Bão nó đánh vô miền Trung của nước Phi, thì khoảng chừng 4 ngày sau đó thì tụi này cũng nhờ tin tức của những anh em tị nạn khác đó, nói rằng họ có bà con bị kẹt lại, thì tụi này mới biết và đi xuống cứu họ. Có 38 người mình được cứu thì họ đã mất hết tất cả. Một số người thì họ quyết định họ hồi hương về lại Việt Nam, một số người họ quyết định ở lại. Lúc đó Trịnh Hội nhớ là mình xuất ra là một đầu người mình cho 10.000 peso, là khoảng 250 đô. Đó là tháng đầu, cái tuần đầu tiên, để họ có
tiền ăn tiền uống, mình cũng xuất ra một số tiền để mình cứu họ, coi như là mình phải đi mướn xe rồi mình đi cứu họ từ một cái đảo khác, họ bị stuck ở đó, họ bị kẹt ở đó không điều được, mình đem về một cái thành phố lớn gọi là thành phố Cebu để nuôi họ đó. Nếu mà nói bây giờ những người ở lại họ sẽ làm thế nào, cuộc sống cũng khó khăn lắm, tại đã mất hết rồi, nhà cửa tiền bạc mất hết, không biết là sẽ giúp được như thế nào, mình chỉ giúp được những cái tạm thời mà thôi, còn nếu lâu dài thì có lẽ phải về, rồi tùy có số tiền mình gây quỹ được bao nhiêu thì mình mới tính được đường dài lâu. Vậy thì theo chị nội họ sẽ như thế nào, họ sẽ tiếp tục ở Phi để mà chịu khổ hay là đi qua trở lại Việt Nam hay là như thế nào, hay đợi? Họ nghĩ là tùy người, một số người đã hồi hương rồi và một số người có lẽ là cũng sẽ hồi hương, một số người họ sẽ quyết định ở lại để tiếp tục làm ăn buôn bán. Đây là những người mà đi làm ăn đó, những người nghèo khó, người khổ bên Việt Nam đi qua Phi làm ăn mua bán, tùy thôi. Họ nghĩ cũng khó nói, mỗi khi mà có một cái việc họ là nạn nhân của những cái cơn bão lịch sử, mỗi người mỗi hoàn cảnh, Trinh Hội không thể nào trả lời chính xác được là ai sẽ làm gì. Nhân tiện lâu lắm rồi mới gặp lại Trinh Hội, cho hỏi một câu hơi cá nhân một chút xíu, hiện nay Trinh Hội sinh hoạt ở đâu, bây giờ đa số là ở Philippines hay ở Hoa Kỳ hay ở Úc, và sinh hoạt những cái gì đặc biệt liên quan tới văn nghệ nữa? Wow, xin liên quan đến văn nghệ thì thỉnh thoảng cũng làm cho những trung tâm như là Asia hoặc là Thúy Nga. Mình làm MC, gọi là MC hạng B thôi, thành thử là ai muốn mướn mình thì mướn, chứ mình không phải là con gà của trung tâm nào cả. Cái công việc chính của mình vẫn là luật sư, vẫn đi giúp những người Việt tị nạn. Trước đây thì giúp những người tị nạn ở bên Phi, thưa quý vị, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 4 hồ sơ tị nạn ở bên Phi mà thôi. Hiện giờ đang giúp 105 thuyền nhân cuối cùng đang kẹt ở Thái Lan và còn một số người tị nạn bên Campuchia. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là giúp phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam, giúp những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Và việc thứ ba là việc Haiyan. So, đó là những công việc riêng tư của mình. Rồi, trước khi chấm dứt thì trong vai trò của giám đốc của Voice, Trinh Hội cho một cái lời chia sẻ với lại khán giả Phố Bô Sa TV ở khắp nơi, không chỉ ở Hoa Kỳ mà ở khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, lời đầu tiên có lẽ là lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn tất cả những anh chị em, đồng bào đã tin tưởng việc làm của Voice, đã đóng góp cho Voice trong 4 tuần vừa qua để giúp cho cái công việc của Haiyan nó đã tiến hành rất là trôi chảy. Trong vòng 3 tuần, mình đã giúp được mười mấy ngàn người Việt, mười mấy ngàn người Phi cũng như là 38 người Việt. Lời thứ hai là Trinh Hội nghĩ còn rất nhiều việc chúng ta cần phải làm, không phải giúp người Phi không mà giúp người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những người Việt tị nạn ở Thái Lan hiện giờ đang cũng khốn khổ lắm. Và việc thứ ba dĩ nhiên là giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng được tự do hơn. Cảm ơn Trinh Hội rất nhiều.